Cô chú và quý anh chị có tiền để mua ngay căn nhà này với pháp lý sổ hồng cầm tay, mua bán thể công chứng lên trong ngay. Với con đường trước nhà 12m không sạch đẹp, khu dân cư nhà nầu có đầy đủ tiện ích rồi. Với công năng sử dụng thì 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, sân thượng trước sau, 5 nhà vệ sinh. Với lan can nhôm đúc sang trọng, sổ hồng đã hoàn công đầy đủ. Mua bán thể công chứng liền trong ngày. Căn nhà này cô chú quý anh chị chỉ cần bỏ ra 1 tỷ đến 1 tỷ 2 là có thể sở hữu ngay căn nhà này rồi. Đang được anh chị chủ nhà giảm giá khá sâu bán gấp. Mọi thông tin chi tiết thì cô chú quý anh chị alo trực tiếp cho nhà đất Quang Anh để tham quan căn nhà này. Với diện tích ngang 4m, dài tới 18m, sổ hồng cầm tay. Với căn nhà này thì có vị trí trong khu dân cư Các Tường Phú Sinh, 7 kỳ quan thế giới, gần chợ Bà Điểm, Phan Văn Hớn, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, gần khu dân cư Xuyên Á, khu dân cư Phúc An City. Với giá đang được giảm giá chỉ còn 2 tỷ 750 triệu, vẫn còn thương lượng. Và quý anh chị chỉ cần